Xin chào tất cả các bạn, mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi kết thúc Thế chiến thứ nhất vào năm 1918, bản đồ châu Âu được vẽ lại từ sự tan rã của các đế quốc Áo, Hung, Ottoman, Nga. Các nước thắng trận là Anh, Pháp, Italia, Mỹ, Nhật Bản giành được nhiều quyền lợi kinh tế, tạo sức ép lên nước bại trận, khiến nền hòa bình trở nên mong manh. Cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 bắt đầu từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và nhanh chóng lan khắp nơi trên thế giới, khiến nền kinh tế toàn cầu sụp đổ. Sau gần 4 năm, nền kinh tế các nước bị tàn phá nặng nề, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. Trong khi Anh, Pháp, Mỹ tiến hành những cải cách kinh tế xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng, thì Đức, Ý và Nhật Bản lại chủ trương bành trướng lãnh thổ, đi xâm chiếm các thuộc địa để cứu vãn tình trạng khủng hoảng trong nước. Ý là nước đầu tiên trở thành chế độ độc tài phát xít ở châu Âu do Benito Mussolini dẫn đầu. Tiếp theo là Đức, với nền kinh tế siêu lạm phát vì phải in tiền giấy liên tục bồi thường chiến phí, Adolf Hitler xuất hiện như một vị cứu tinh và thiết lập chế độ độc tài phát xít thứ hai tại châu Âu. Ở châu Á, cuộc đại khủng hoảng khiến cho nền kinh tế Nhật Bản tan nát. Họ quyết định phát động chiến tranh để vơ vét các thuộc địa giàu tài nguyên của Anh, Pháp, Mỹ và Hà Lan tại đây. Do đó, Nhật muốn có thêm đồng minh. Họ tìm đến phát xít Đức và phát xít Ý. Ba nước đều cho mình là những chủng tộc thượng đẳng và có chung kẻ thù. Liên minh phát xít Đức, Ý, Nhật được hình thành, được gọi là Liên minh phe trục, mang ý đồ xâm chiếm cả thế giới. Năm 1931, lợi dụng Trung Quốc đang có nạn quân phiệt, Nhật tiến hành xâm lược tổng lực lên Mãn Châu, chiếm đóng và lập ra một chính phủ bù nhìn Mãn Châu Quốc. Không dừng lại ở đó, Nhật tiếp tục đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc vào năm 1937. Với chiến thuật chớp nhoáng, Nhật nhanh chóng chiếm đóng được Bắc Kinh, Thượng Hải và thủ đô Nam Kinh. Tổng chỉ huy quân đội Trung Quốc là Tưởng Giới Thạch tuyên bố rời đô về Trùng Khánh và cố thủ ở đó để tiếp tục cuộc kháng chiến chống Nhật. Quay trở lại châu Âu, Hitler xé bỏ hòa ước Versailles và nỗ lực phục hồi sức mạnh quân sự của Đức trước sự làm ngơ của phe đồng minh. Năm 1938, quân Đức xâm lược Áo và Thực Khắc một cách dễ dàng. Sau đó, Hitler chủ động liên minh với Stalin, thỏa thuận cùng nhau xâm chiếm Ba Lan. Liên minh Xô-Đức được thành lập. Tháng 9 năm 1939, quân Đức và Liên Xô cùng một lúc tiến vào Ba Lan. Phía Anh, Pháp lập tức tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ. Liên quân Anh-Pháp dàn trận dọc theo biên giới Đức, nhưng không tấn công cũng không có hành động quân sự nào để giúp Ba Lan. Quân đội Ba Lan chiến đấu quyết liệt trên cả hai mặt trận nhưng hoàn toàn thất bại. Ngay sau đó, Liên Xô xâm lược Phần Lan, quân Đức xâm lược Đan Mạch và Na Uy. Liên minh Anh-Pháp gửi quân đến viện trợ nhưng hoàn toàn bị đánh bật ra ngoài. Tháng 5 năm 1940, Hitler phát động một cuộc xâm lược vào Bỉ, Hà Lan, Luxembourg với mục đích vòng qua hàng rào phòng vệ của Pháp. Nhưng không giống như Thế chiến thứ nhất, lần này Hitler đã dùng chiến thuật tiến công chớp nhoáng qua một khu rừng rậm chật hẹp ở phía Nam. 50 sư đoàn của Đức bao vây quân đồng minh, siết chặt từ mọi phía, xóa sạch đội quân tinh nhuệ nhất nước Pháp. Đội quân cuối cùng của nước Anh đã may mắn thoát chết nhờ cuộc di tản Dunkirk. Thừa thắng xông lên, quân Đức đã nhanh chóng chiếm luôn cả Paris, thôn tính luôn nước Pháp. Hitler cuối cùng đã làm được những gì người Đức không làm được trong Thế chiến thứ nhất. Hitler lập nên một chính phủ bù nhìn ở Pháp, giúp Đức tiếp tục kiểm soát các thuộc địa của Pháp. Tiếp đó, Đức tiến hành xâm lược Anh bằng hai nhánh. Nhánh thứ nhất là những cuộc hải chiến trên Đại Tây Dương giữa các tàu ngầm và Hải quân Hoàng gia Anh. Các tàu ngầm được Đức dùng để tiêu diệt các đoàn tàu vận tải đưa hàng hóa về Anh theo đường biển, khiến cho lương thực và nguyên liệu nhập khẩu của Anh bị sụt giảm nghiêm trọng nhưng chưa đủ để Anh phải đầu hàng. Nhánh thứ hai là một cuộc không chiến trên bầu trời nước Anh. Không quân Đức tấn công toàn diện vào London, nhưng đã bị không quân Hoàng gia của Anh đẩy lùi, phá hủy nhiều chiến cơ của Đức. Cuộc chiến đấu trên không tại Anh quốc giữa hai lực lượng diễn ra vô cùng ác liệt. Hai bên đều thiệt hại rất lớn. Không quân Đức sau cùng cũng đã phải dừng lại chiến dịch trước sức chiến đấu của không quân Anh. Quân Đức đã thất bại trong việc loại Anh ra khỏi vòng chiến. Tháng 9 năm 1940, nhằm củng cố khối liên minh phát xít, Hiệp ước Tam Cường, Đức, Italia và Nhật Bản được ký kết tại Berlin. Từ tháng 10 năm 1940, Hitler chuyển sang thôn tính các nước Đông và Nam châu Âu. Các nước Rumani,
Hungary, Bulgaria trở thành chư hầu của Đức và bị chiếm đóng. Bằng vũ lực, quân Đức thôn tính Nam Tư và Hy Lạp. Đến mùa hè năm 1941, phe phát xít đã thống trị phần lớn châu Âu. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, phát xít Đức bất ngờ xóa bỏ thỏa thuận, không xâm lược lẫn nhau và tấn công Liên Xô. Ba đạo quân Đức gồm 5,5 triệu binh sĩ đồng loạt tấn công trên suốt dọc tuyến biên giới phía Tây Liên Xô. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh, nhờ ưu thế về quân số, trang bị và kinh nghiệm tác chiến dày dặn, quân Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Hồng quân dù bị bao vây nhưng vẫn chiến đấu với quyết tâm rất cao. Tháng 10 năm 1941, Bộ Chỉ huy Đức tập trung mọi sức lực để mở cuộc tấn công vào hướng Moscow với hy vọng chiếm được thủ đô để kết liễu Liên Xô. Hội đồng Quốc phòng Liên Xô do Stalin đứng đầu vẫn ở lại Moscow, trực tiếp lãnh đạo việc bảo vệ thủ đô. Đến tháng 12, mùa đông khắc nghiệt của nước Nga tới đã làm quân Đức mất dần ưu thế. Hồng quân Liên Xô do tướng Zhukov chỉ huy đã phản công quyết liệt, đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ thủ đô. Chiến thắng Moscow đã làm phá sản chiến lược chiến tranh chớp nhoáng của Hitler. Sau thất bại ở Moscow, quân Đức chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía Nam nhằm chiếm nguồn lương thực và dầu mỏ quan trọng nhất của Liên Xô. Mục tiêu chủ yếu của quân Đức là nhằm đánh chiếm Stalingrad. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài hơn 2 tháng nhưng vẫn không thể chiếm được thành phố này. Ở mặt trận Bắc Phi, ngay từ tháng 9 năm 1940, quân đội Italia đã tấn công Ai Cập. Cuộc chiến ở đây diễn ra trong thế giằng co, bất phân thắng bại. Đến tháng 10 năm 1942, Liên quân Anh-Mỹ thắng lợi, giành lại lợi thế ở Bắc Phi và chuyển sang phản công trên toàn mặt trận. Trong khi chiến tranh thế giới diễn ra ở châu Âu, thì ở châu Á, Nhật Bản đã nhanh chóng chiếm đóng hầu hết miền đông Trung Quốc. Tháng 9 năm 1940, Nhật cố gắng cắt đứt liên lạc giữa người Trung Quốc với các quốc gia phương Tây bằng cách xâm lược Liên bang Đông Dương của Pháp. Nhật thiết lập ra khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, tuyên bố giúp các dân tộc da vàng đánh đổ ách thống trị của thực dân da trắng. Hoa Kỳ tuy đang là một quốc gia trung lập nhưng cũng không ngần ngại phản đối hành động xâm lược của phát xít. Họ bắt đầu áp đặt lệnh cấm vận thương mại dầu và thép lên nước Nhật. Quân Nhật đáp trả bằng việc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Nhân cơ hội đó, Nhật phát động chiến dịch bành trướng quy mô lớn nhằm đá đít phương Tây ra khỏi Đông Nam Á. Lần lượt thôn tính Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Philippines, Miến Điện, Indonesia và nhiều đảo ở Thái Bình Dương. Năm 1942, quân Việt Nhật đã thống trị khoảng 8 triệu km đất đai với 500 triệu dân ở Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Các nước thuộc địa bị chiếm đóng phải chịu đựng ách thống trị tàn bạo của quân phát xít. Hàng trăm nghìn người phụ nữ của các nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam đều bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho lính Nhật. Ở châu Âu, phát xít Đức xây hàng loạt các trại tập trung để bắt giữ và hành quyết các tù binh, tội phạm chính trị, thậm chí là người đồng tính và người khuyết tật. Và nổi tiếng nhất là vụ diệt chủng người Do Thái với số lượng lên đến 11 triệu người. Hành động xâm lược của phe trục đã đẩy các quốc gia trên thế giới lại gần với nhau. Các chính phủ Anh, Mỹ phải bắt tay với Liên Xô để hình thành khối liên minh chống phát xít. Ngày 1 tháng 1 năm 1942, tại Washington, 26 quốc gia đứng đầu là 3 cường quốc, Liên Xô, Mỹ và Anh, đã ra một bản tuyên bố chung gọi là Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc. Các nước tham gia tuyên ngôn cam kết cùng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống lại phát xít với toàn bộ lực lượng của mình. Ở mặt trận Xô Đức, trận phản công tại Stalingrad từ tháng 11 năm 1942 đến tháng 2 năm 1943 của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới. Trong trận đánh này, Hồng quân Liên Xô đã tấn công, bao vây chia cắt để tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức, gồm 33 vạn người. Tiếp đó, Hồng quân đã nhanh chóng bẻ gãy cuộc phản công của quân Đức tại vòng cung Kursk, đánh tan 30 sư đoàn địch, loại khỏi vòng chiến đấu 50 vạn quân. Ở mặt trận phía Bắc, tháng 1 đến tháng 2 năm 1944, Hồng quân phản công ở Leningrad giải vây thành phố này sau 900 ngày chiến đấu kiên cường với quân Đức, kết thúc chiến dịch bao vây kéo dài nhất trong lịch sử chiến tranh. Ở mặt trận Bắc Phi, Liên quân Anh-Mỹ phối hợp phản công, quét sạch Liên quân Đức-Italia khỏi lục địa châu Phi. Sau đó, quân đồng minh đổ bộ đánh chiếm đảo Sicilia của nước Ý vào tháng 7 năm 1943. Cuộc tấn công vào Sicilia thành công khiến chính quyền của Mussolini sụp đổ và chính phủ mới hội Ý
ký hiệp định đầu hàng với quân đồng minh. Trước tình thế đó, các lực lượng của Đức can thiệp để quân đồng minh không giành được toàn bộ Italia. Ngày 12 tháng 9 năm 1943, Mussolini được quân Đức cứu thoát. Hơn 30 sư đoàn Đức được điều sang phòng ngự tại Ý. Quân đồng minh bị quân Đức chặn đứng ở vùng núi nằm giữa Italia cho đến hết chiến tranh. Ở Thái Bình Dương, tháng 6 năm 1942, diễn ra một trận đánh lớn ở Midway giữa các hạm đội hải quân, không quân của Mỹ và Nhật. Kết quả quân Nhật thất bại nặng nề. Qua trận đánh này, người Nhật không chỉ mất đi sức mạnh của các tàu sân bay mà còn mất rất nhiều phi công, hải quân được huấn luyện tốt nhất. Trận Midway được xem là bước ngoặt của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 1 năm 1943, quân đội Mỹ tấn công và đánh bại quân Nhật trong trận Guadalcanal, rồi chuyển sang phản công và đánh chiếm các đảo ở Thái Bình Dương. Đầu năm 1944, cuộc tổng phản công của Hồng quân Liên Xô diễn ra với 10 chiến dịch lớn nối tiếp nhau trên toàn mặt trận, đã quét sạch quân Đức và các chư hầu ra khỏi lãnh thổ nước mình. Cuộc tổng tấn công đại thắng đã đưa Hồng quân tiến sát biên giới nước Đức. Mùa hè năm 1944, Mỹ, Anh và quân đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ tại bờ biển Normandy, miền Bắc Pháp. Quân Đức kháng cự mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng cạn kiệt lực lượng và phải rút lui khỏi Pháp. Nước Pháp được giải phóng. Tiếp sau, quân đồng minh tiến vào giải phóng các nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và chuẩn bị tấn công Đức. Trước khi kết thúc chiến tranh với Đức, hội nghị ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh được tổ chức tại Yalta vào tháng 2 năm 1945 nhằm phân chia khu vực chiếm đóng Đức và châu Âu. Từ tháng 1 năm 1945, Hồng quân Liên Xô bắt đầu tấn công Đức ở mặt trận phía đông. Hơn 1 triệu quân Đức kháng cự quyết liệt để phòng thủ Berlin nhưng thất bại. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, lá cờ đỏ búa liềm của Liên Xô được gắn trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. Phát xít Đức sụp đổ, tham vọng bá chủ thế giới tan tành. Hitler cuối cùng đã tự sát trong hầm bí mật của mình. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Đức ký hiệp ước đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. Ở mặt trận Thái Bình Dương, từ năm 1944, Liên quân Mỹ-Anh đã triển khai các cuộc tấn công, đánh chiếm Miến Điện và quần đảo Philippines. Trung Quốc cũng mở các chiến dịch tiến công quân Nhật từ Tây sang Đông. Quân Mỹ lúc này tấn công vào Okinawa, hòn đảo cuối cùng trước vùng lục địa Nhật Bản. Quân Nhật Bản chiến đấu dữ dội cho đến hơi thở cuối cùng, nhưng chỉ trong 2 tháng, hòn đảo đã thất thủ. Bây giờ quân đồng minh có hai lựa chọn. Một là bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên Nhật Bản và chắc chắn sẽ có thương vong lớn. Hai là buộc Nhật đầu hàng ngay từ bây giờ. Vào tháng 7 năm 1945, Hoa Kỳ thử nghiệm bom nguyên tử thành công. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, làm 8 vạn người chết. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai, hủy diệt thành phố Nagasaki, khiến 2 vạn người thiệt mạng. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên Hoàng Hirohito chính thức tuyên bố đầu hàng, chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phe phát xít Đức, Italia và Nhật Bản. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới, trong đó ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng trụ cột giữ vai trò quyết định. Tuy nhiên, hậu quả của chiến tranh vô cùng nặng nề. Hơn 70 quốc gia với 1,7 tỷ người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến. Khoảng 60 triệu người đã chết, 90 triệu người bị thương, nhiều thành phố làng mạc và nhiều cơ sở kinh tế bị tàn phá, trở thành cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. Liên Hợp Quốc ra đời như một công cụ để duy trì trật tự mới vừa được hình thành. Vì tư tưởng đối lập nhau nên mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Liên Xô và Mỹ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới một hình thái chiến tranh mới, chiến tranh lạnh. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!